Câu hỏi lớn người ta đặt ra là tại sao ông Putin ông có thể làm cái chuyện này và có vẻ nó đi ngược với lại cái trào lưu của thế giới. Đơn giản thôi vì ông là một nhà độc tài. Tôi nói có thể một số người không đồng ý nhưng mà đó là sự thật. Nghĩa là cái chuyện mà ông ba hồi làm tổng thống rồi ra làm thủ tướng, vô làm tổng thống ra vô như đi chợ mà chả ai nói gì cả chứng tỏ rằng là ông đã bày binh bố trận chuẩn bị hết hai mươi mấy năm qua ông vào chính trường chính trường từ năm 1999 bây giờ là 22 năm năm thứ mươi ba rồi quý vị mà chả ai nói gì cả bây giờ có thể nói là ông ở tới suốt đời tới khi tắt thở luôn chả sao trừ khi có cuộc đảo tránh hoặc một vụ ám sát và chính vì ông ngồi trong cái vị trí quá đắc địa không có đối thủ không ai đụng đến cọc đồng trần ông hết thì bây giờ người ta lo là ông có thể bị cô đơn bởi vì không ai dám nói ngược với ông cả và cái cô đơn này nó có hai cái nguy hiểm cái nguy hiểm thứ nhất là nó có thể làm cho ông điên khùng lên ông cáu lên ông cảm thấy rằng là ông tự ái lên tôi bây giờ đang ngon cơm thế này anh nào mà thách thức tôi hù dọa tôi là tôi bập tai liền mặc dù tôi không cần biết bao nhiêu dân chết bao nhiêu lính chết, cái khuôn mặt của tôi, cái chữ Putin của tôi là ngón lại. Không? Hôm rồi trước khi làm chương trình này, tôi coi tin tức, đó. ít nhất là một ông tướng đã chết bên Ukraine này, ông này bị bắn sẻ mà ông này được ông Putin bổ nhiệm nhá. Rồi sau đó các nguồn tin khác cho tôi biết là hai ông tướng nó cũng đã chết bên Ukraine nhưng mà tôi chưa có xác định được bởi vì một số tờ báo lá cải tôi chưa em nói nhưng mà nếu đúng như vậy là ba ông tử chết rồi thế thì bây giờ đó khi mà cô đơn như vậy đó người ta còn sợ thêm một cái nữa là ông có thể đưa ra quyết định sai lầm bởi vì không ai cố vấn không ai dám lại gần mà không ai dám nói ngược nói ngược cái chết à bởi vì ông trùm hết rồi có đúng không thì cái đó là cái giá mà nhân loại phải trả tôi dùng nhân loại phải trả là bởi vì trong hơn hai chục năm qua các nước phương tây các nước khác đều thấy cái điều đó nhưng họ y họ y cho nên nó mới là chuyện bây giờ ông mới có toàn quyền như thế và ông muốn đưa quân đâu ông đưa đứa nào không nghe là chết coi như ông là quyền hành tuyệt đối thì cái đó bây giờ là người ta bảo là phải triệt ông này triệt hay không Mình tính sau nhưng mà nó cho thấy một cái tâm lý, một cái hình ảnh, những hình ảnh rất nguy hiểm cho thế giới. Xin mang kỹ thuật cho coi cái hình ảnh đầu tiên. Đây là cái hình ảnh mà ông tiếp ông Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước khi cuộc chiến xảy ra. Quý vị thấy không? Cái bàn hai người ngồi cách nhau phải từ 7 đến 10 thước. Rất là dài và nó trở thành cái hình nổi tiếng. Thậm chí cư dân mạng họ lên họ 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 sửa là giống như hai người chơi gọi là cái gì uh, xì xò tôi quên mất tiếng việt gọi là gì hai cái đầu quý vị ngồi nó lên xuống vậy đó thì ban đầu đó ông macron bảo là ở điện kremlin đòi tôi thử uh, uh, covid tôi không cho tôi không muốn loại lấy dna của tôi thì cuối cùng ngồi về ra nghĩ là ngồi về giữ khoảng cách để cho an toàn thế mà sau đó người ta theo dõi người ta bảo ủa thì cũng được đi nhưng mà đến Anh cho coi cái hình số 2 Khi gặp ông thủ tướng Olaf Schol Cũng ngồi cái bàn đó Cũng ngồi kiểu đó luôn à. Thì ông Olaf Schol bảo là Tôi cũng không có cho là Thử Covid của tôi à, Thì cũng được Rồi, Ông Putin ông cẩn thận đó. Nhưng mà đến cái hình số 3 à, Đây Ông gặp cái ông tổng thống Gọi là thưa quý vị đây là cái ông để tôi coi ông tổng thống uh, của một nước uh, ở bên uh, đây ông tổng thống uh, Aliyev uh, của Azerbaijan uh, thì ông cũng ngồi cái kiểu luôn cũng xa <laughs> cũng cái bàn đó à, bắt đầu người ta thấy là à cái này có vấn đề rồi nha có vấn đề Đó. có vấn đề xin anh coi tiếp cái hình thứ thứ, thứ, thứ kia đây thì cái này ông đứng cục ly với lại ông thủ tướng hungary à, cục ly uống nước uống rượu mà đứng xa thế à, đứng xa thế thấy không Đó. là cục ly à, không cái này là cục ly với lại ông à, đúng rồi ông tổng thống ông thủ tướng hungary dạ, thủ tướng hungary Đó. rồi một tấm nữa À, rồi, cho ta coi tiếp đấm cái đây cái là thủ tướng uh, tổng thống uh, Iran Aliyev của Azerbaijan à, cái là hôm 22 tháng 2 tức là một một ngày trước khi mà xảy ra chiến sự quý vị thấy không cục ly mà cũng kiểu đó cũng cái gì à. rồi uh, chưa hết <laughs> bắt đầu người ta nghi ngờ người ta bảo là có phải bị covid không bởi vì thứ bị covid đã xảy ra thế giới hai năm rồi Bây giờ hầu như là những nước như Nga là những nước tân tiến là họ đã trích ít nhất là 7 phần rồi. Nhiều người bây giờ không còn đeo khẩu trang nữa, không cần phải giữ khoảng cách nữa. Thì tại sao ông Putin này giữ khoảng cách xa đến như thế? À, thấy không? Đây là đối với người nước ngoài nha. Đối với người nước ngoài. Tức là những người nước ngoài. Bây giờ đối với người nước trong. <laughs> thì khi mà cuộc chiến xảy ra, thì ông tiếp ông nói chuyện với cái dàn của ông như thế nào nhân viên phụ tá ông như nào chứ bác tôi cho coi hình kế tiếp đây ông ngồi nói chuyện với lại các cố vấn kinh tế của ông sau khi ông xâm lăng Ukraine và bị trừng phạt kinh tế quý vị thấy không cái bàn nó khác nhưng mà cũng xa cái thấy không cái bàn ông ngồi nó là cái bàn nhỏ nhưng mà để thêm mười, mấy cái bàn nhỏ vậy nó xoay ra và mấy ông kia ngồi tuốt ở xa cách cũng cỡ 10 mét đó từ 7 tối thiểu là 7 m tới 10 m. À, bắt đầu người ta bảo là hình như có vấn đề. Để mà người ta vẫn gọi là nghi ngờ đi, lại Covid-19. Nhưng mà theo dõi tiếp thì thấy anh cho coi cái hình kế tiếp. Đây khi ông gặp cái ông bộ trưởng quốc phòng và tổng tham môi trưởng quân đội của Nga cũng ngồi cái kiểu đó luôn. bây à, giờ bắt đầu là người ta nhìn ra rồi đó, nhìn ra rồi đó thêm tới mình kế tiếp luôn ba kỹ thuật cho coi luôn đây ngay cả ông ngoại trưởng xét gây La cũng ngồi kiểu đó luôn à giờ anh cho luôn cái hình kế tiếp của ông họp hội đồng an ninh quốc gia của ông <laughs> quý vị nào mà ở bên Mỹ có từng vào trong quốc hội Hoa Kỳ vào chiếc cái váy vòm nó là Rotunda, nó lớn lắm thì giống đây giờ ông ngồi họp hội đồng an ninh quốc gia thưa quý vị Ông ngồi thế này, các thành viên hồi rất là xa. Cái này chắc cũng phải trên 10 mét. Nhìn rất là rộng. Đây là hình thiệt, đấy, hình là đều điện ly đi đưa ra hết thưa quý vị. Đâu ai vô đó mà chụp được đâu. Thấy không? Thì đó là những cái tấm hình mà cho chúng ta thấy nó có một cái gì đó đặc biệt. Một cái gì đó nó không bình thường. Nó không bình thường, nó là không bình thường thưa quý vị. Rất rất là không bình thường bây giờ người ta phân tích ra à, chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra đây thứ nhất như người ta nói là covid là người ta không tin rồi thấy không cái lúc ông macron qua ông olaf xô uh, qua mấy ông hungary azerbaijan qua người ta nghĩ là covid nhưng đến khi cả những người thân thiện với ông làm việc với ông hàng ngày mà vẫn ngồi xa như vậy có vấn đề vấn đề đó là gì tôi sẽ phân tích tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo xin quý vị đừng, đừng rời màn hình SCT. Quý vị như màn của đài truyền hình SCT sau đây chúng tôi trở lại chương trình thời sự 247 tôi đang phân tích quý vị nghe những bức hình mà thế giới người ta nhìn vào thấy có điều lạ là có vẻ ông Putin cũng đang rất cô đơn và sợ hãi. Và cái điều đó hồi nãy tôi nói quý khi mà cô đơn thì nó rất nguy hiểm cho thế giới. Ông có thể phản ứng một cách gọi là không hợp lý, một cách đầy tự ái và sẽ không ai Cố vấn ông được hết mà ông có thể có những quyết định đơn phương đơn phương tại sao tôi nói như vậy tôi mở ngoặc quý vị cái chỗ này mình cứ thử tưởng tượng mà trước đây tôi đã giải thích quý vị rồi trong một công ty có một hội đồng quản trị không ai nắm trên 50% số cổ phiếu thì tất cả người đó phải liên kết với nhau để bầu ra một tổng giám đốc tổng giám đốc sẽ điều hành công ty tổng giám đốc sẽ không làm điều bậy được và tổng giám đốc muốn làm gì sẽ phải hỏi ý kiến những người trong hội đồng quản trị ít nhất là những người đã bầu mình lên thì nó sẽ không có chuyện là bậy đúng chưa tôi đã giải thích vị trước đây vì tôi nói lại để quý hiểu còn nó trong cái hội đồng quản trị mà một người nắm trên 50% cổ phiếu thì người đó muốn làm gì làm bởi vì tôi không cần mấy anh bầu tôi, tôi tự tôi bầu tôi năm mươi tôi làm tổng giám đốc rồi thì tôi tự tôi làm tôi tự quyết định và có thể đi đến chỗ gọi là banh càng công ty tôi không cần hỏi ai. thì trường hợp ông Putin bây giờ là đang ở cái chỗ đó, bởi vì ông củng cố quyền lực quá mạnh, không ai dám nói ngược với ông hết và chính vì vậy người ta nhìn vô và thấy là ông này coi như là không ai thay đổi được rồi, và ông sẽ tiếp tục và quý vị để ý tin tức chiến sự trong những ngày qua, phương tây càng áp lực, càng trừng phạt, càng nghĩa là cấm vận tài chính bao nhiêu, bây giờ quý vị thấy rồi đó, nhiều người cái là họ bỏ không làm ăn ở Nga nữa mấy cái ông mà gọi là tài phiệt bị tịch thu mấy cái du thuyền rồi như ông chủ đội Chelsea bán đội ra luôn cái nói chung là khó khăn ghê và kinh tế của Nga bị giảm 4, 34% cái mức tăng trưởng giảm 34% đó mà ông vẫn bảo rằng là không rồi ông học báo ông vẫn nói rằng là chúng tôi tiếp tục đúng kế hoạch Cả ông La Rốc ngoại trưởng cũng phải bảo, bảo vệ luôn Bởi vì có những lãnh đạo quốc gia khác đang là là hăm he tiêu diệt Nga Thành ra chúng tôi sẽ đánh tới cùng Thế người ta sợ là sợ cái chỗ đó Thế thì bây giờ người ta nhìn vô người ta thấy đó Ông này bị rất nhiều người ghét Bởi vì sao? Gia đình con cái người ta là chiến tranh là nạn nhân người ta sợ là Người ta bị là nạn nhân đúng không? Rồi ngay cả binh sĩ Nga Rồi ngay cả có thể trong cái dàn cố vấn của ông có nhiều người không đồng ý với ông luôn có khi người ta phải dớt ông thì mới giải quyết được vấn đề. Có lẽ đó làm cho ông lo sợ. Ông sợ bị ám sát chăng? Cho nên ông không dám cho người ta đứng gần, đến gần ông. Bởi vì khoảng xa vậy mà nhào tới là có vệ sĩ nhảy ra liền. Đúng không?